đi, giống như con cua lộp vậy. Còn vợ cậu nè là không có sanh, con nuôi là không có sanh đúng không? Con nuôi thì không có sanh thì không có giống như con cua lộp. Vậy thì không có lý do gì đâu mà suy nghĩ chế độ thai sản được hết, thấy không? Cậu đồng ý không? Đâu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe đâu, vô lý lắm. Không, anh nói vô lý không đúng, em thấy là có lý chứ không vô lý đâu. Lý sao? Dạ nó có lý ở chỗ á, là tuy vợ em không có sanh nhưng mà con nuôi của vợ chồng em là trẻ sơ sinh, nó mới có 2 tháng tuổi thôi, ý 2 tuần tuổi thôi, thì nó cần phải có người chăm sóc, mà người chăm sóc tốt nhất á, là người mẹ. Bởi vậy vợ em có đẻ hay không đẻ gì á, cũng phải được hưởng cái chế độ thai sản thôi. Anh em nói có đúng lý không? Thì cũng có lý, hãy nói là có lý, cái gì nói là có lý, là nói thiệt với cậu. Ai nói gì nó cũng có lý hết trơn với cậu. Nhưng mà cái lý thì tôi đồng ý với cậu, nhưng mà cái luật, cậu nên nhớ cái lý gì cái lý gì, mà cái luật này chưa có cái luật đó, cái luật quan trọng, cái luật chưa có cái luật, luật này là có rồi, cái luật này là có lâu rồi. Luật sao có lâu rồi, cậu nói sao có luật, tôi chưa biết cái này. Mấy người ở dưới xưởng may bày cho vợ chồng em mà. Xưởng may bày ở dưới xưởng may? Trời ơi, mấy bà nó biết cái gì mà dưới xưởng may cậu nói chuyện với tôi vậy hả? Không phải là mấy người bên xưởng may không, mà bác sĩ rồi mấy người hộ lý trong bệnh viện người ta cũng nói vậy mà. Người ta kêu là vợ chồng em về làm đơn đi rồi để được hưởng cái chế độ thai sản mà. Trời ơi, thôi thôi, tôi nói không có mà cậu nói sao, tôi mệt chứ cậu quá. Anh coi lại, anh coi lại mấy cái luật bảo hiểm xã hội á. Trời ơi, tôi thuộc lòng cậu ơi. Luật xã hiểm, bảo hiểm xã hội là tôi thuộc nằm lòng, thuộc nằm lòng, cậu yên tâm, cậu yên tâm. Nhưng mà anh là bao nhiêu, anh coi lại, lỡ anh quên thì sao? Làm sao quên được, trời ơi, đầu óc của tôi là tôi nói thiệt cái gì tôi cũng nhớ, thấy không? Đó, cái gì cũng nhớ trong đầu óc, để trong cái đầu này là không có gì quên rồi, yên tâm, thấy không? Bây giờ anh không coi lại là anh mệt với em nha. Mệt gì? Dạ anh không coi lại em lên khiếu nại lên ban giám đốc hoặc là chủ tịch công đoàn mà em khiếu nại nha. Cái đó tùy cậu thôi nha, cái này tôi nói tùy cậu, cậu muốn lên là giám đốc hay lên chủ tịch công đoàn là tùy cậu. Nhưng mà tôi cũng nói cho cậu biết là chưa chắc gì mấy người đó rành cái luật bảo hiểm xã hội không tôi đâu, ha không? Cậu cứ đi, tùy cậu. Anh nói vậy thôi nha, em đi. Mà em nói thiệt đó, nếu mà phải chuyện là em lên đến phòng lao động thương binh và xã hội luôn nha. Tùy tùy cậu. Bây giờ anh cứ nói tùy quá không, anh làm gì không được đâu nha. Sao không được, cậu nói chuyện sao thì cậu cứ đi đâu. Anh hoài nói chuyện đàng hoàng anh, mà em nói đúng luật thôi. Còn anh cứ vậy hoài, em khuyên anh câu á. Khuyên câu gì? Anh coi chuyện ghế của anh đi. Ghế sao? Anh mất ghế luôn á. Em làm anh mất ghế luôn á. Thù, mất ghế. Biết bao nhiêu ghế mất cái này tao lấy khác tao ngồi. Mất ghế, giờ cũng mệt rồi. Thù hả? Muốn làm gì làm đi. Trời đất ơi, cái luật này tôi rành quá mà giỡn mặt hoài. Hù. Mà nhiều khi nó nói đâu mình nghĩ cũng có lý chứ. Không lẽ cái luật này mới ta, phải không? Dám lắm mà nha. Mình cũng hủ lậu à, bị làm biếm rồi không có đi họp nè, cứ bán cái cho phó phòng đi họp không à. Nếu mà cái luật này có ra, mình không biết mất ghế thiệt trong cái chơi rồi. Trời ơi, đi kiếm lại coi. Trời ơi, thôi luật bảo hiểm xã hội đâu rồi, chính sách luật đâu rồi, trời ơi, quá là nguy hiểm lắm rồi nha. Trời ơi, đâu rồi, chính sách luật đâu rồi, thôi mày nằm ở đâu rồi, biết ở đâu mà tìm đây. Nếu mà không có cái này, không coi kỹ lại, thôi mất ghế đó, thấy chưa? Vậy mà phải xin nghỉ thôi, đúng không? Bây giờ mới hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu là vì sao thằng ông vẫn nộp đơn xin nghỉ thai sản mà không phải là nộp hộ cho vợ. Đó, đó, anh thấy cái trường hợp đó, đó. Tôi chủ yếu là tôi để tôi đưa anh xem để anh biết cái trường hợp của vừa rồi, mình đã xem câu chuyện vừa rồi. Trường hợp vừa câu chuyện vừa rồi đó, theo tôi nghĩ là cái anh chàng này đúng chứ, đúng không? Anh chàng đi xin cho vợ mình nghỉ là thai sản 4 tháng là đúng chứ? Hoàn toàn chính xác. Và được phải được hưởng lương, đúng không? Chính xác. Cái thứ nhất trong câu chuyện này, chúng ta quan tâm là vì sao anh ta lại đi nộp đơn xin cho vợ? Đúng. Đúng không? Đúng. Không phải xin cho anh ta. Vậy thì chúng ta có thể đặt ra một giả thuyết ngược lại. Nếu anh ta xin cho anh ta thì có được hay không? Có được không? Đấy, có một giả thuyết nữa được. Đúng không? Rồi đặt vấn đề đó luôn đi. Hoàn toàn được. Được hết. Bởi vì nếu như người vợ của anh ta mà trực tiếp xin đứa bé ra, thì đương nhiên chỉ có người vợ đó. Nhưng nếu là hai vợ chồng xin nuôi đứa con nuôi, thì cả vợ và chồng, ai một trong hai người đều được đều cả. Đều được phép nghỉ. Sử dụng cái quyền. Quyền phép nghỉ đó. Nộp đơn xin. Rồi, hiểu. Đúng không ạ? Rồi, đúng rồi. Nhưng mà trong trường hợp này anh xin cho vợ là hợp lý. Hợp lý. Bởi vì người vợ thực hiện điều đó tốt hơn anh. Đúng rồi, cái đó cái là việc đúng. Mà chăm sóc bé tốt hơn anh, đúng không? Vậy bây giờ luật có quy định thế này.
cái chế độ nghỉ thai sản 4 tháng. 4 tháng lương bổng thế nào? 4 tháng nghỉ thai sản là người anh sanh, trả. Cái người sanh thật sự đó. Đúng, 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 người sanh thật sự. Cũng như là người sinh nuôi con mà đứa bé con nuôi đó nó dưới 4 tháng tuổi. Dưới 4 tháng tuổi. Đều hưởng chế độ như nhau. Như nhau hết. Chế độ thai sản. Tuy rằng mình không có sanh đẻ. Đúng rồi. Vẫn được tất cả những chế độ mà một người chính xác bình thường khác hưởng chính xác, hưởng chính xác, chính xác. Vậy hả? Mà kể cả là người đàn ông đứng ra xin trong trường hợp đó cũng được luôn. Người đàn ông độc thân không có vợ xin nuôi đứa con nuôi vẫn được, dưới 4 tháng tuổi vẫn được hưởng thai sản, hưởng theo cái chế độ, theo chế độ. Ồ, vậy là cái anh này anh quá đủ tiêu chuẩn rồi, con anh mới 2 tuần tuổi à. Đúng rồi, vậy là quá tiêu chuẩn. Thế thì bây giờ chúng ta đi vào để làm rõ xem coi là hưởng như thế nào. À đúng rồi, đúng không? Được hưởng là một chuyện, bây giờ chúng ta đã thống nhất hưởng như thế nào, 4 tháng đó hưởng theo lương nào. Đó, cái quan trọng là luật nói là hưởng theo mức lương mà thực tế đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài cái đó ra còn chế độ gì nữa? Trợ cấp một lần. Do cái bên chế độ, trong cái chế độ nghỉ thai sản có chế độ trợ cấp một lần. Bên cái người đứng là cái chủ, người được chủ hưởng doanh á? Nghiệp hay là cái người hưởng? Cái người được hưởng thêm chế độ trợ cấp một lần nữa. À, cái người xin phép nghỉ thai ngoài sản. Đúng, ngoài chế độ là trả lương rồi nghỉ mà vẫn ăn lương hàng tháng theo mức lương hàng tháng của đóng bảo hiểm xã hội 4 tháng rồi, đúng rồi. Thì còn chế độ hưởng một lần nữa, hưởng trợ cấp gì? Hưởng trợ cấp một lần. Một lần trước đây trong cái điều là trong cái điều lệ bảo hiểm xã hội á, khi mà chưa có cái luật bảo hiểm xã hội á, thì họ quy định là được hưởng trợ cấp một lần bằng một tháng lương nữa, giờ là 5 tháng. Nhưng mà bây giờ luật khác rồi, cao hơn 2 tháng. À, đấy. Được 6 triệu à? Này, ví dụ vậy. À, được 2 triệu thì... thành 4 triệu. À không, nhưng mà khác biệt cả nha. Cái trợ cấp một lần này không phải như cái mức lương của cái chế độ thai sản 4 tháng. Ừ. Trợ cấp một lần nó lại theo lương tối thiểu. À, cái kìa bóng kìa. Bitbubble sắc màu mới cho bạn khám phá và sáng tạo cả thế giới sắc màu sống động của Bitbubble. Bitbubble sắc màu, thêm sắc, thêm vui. Nhấp chuột để có ngay việc làm tốt hơn. VietnamWatch.com, chớp lấy cơ hội. Trái tim Việt Nam ngày càng rộn rã. Bước chân Việt mỗi lúc một vươn xa. Luôn luôn chúng tôi sánh bước cùng người Việt. Mãi mãi bên bạn. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Thành tựu mới từ sữa cô gái Hà Lan 1, 2, 3 và 4, 5, 6. Công thức TT Ratio với tyrosine và tryptophan giúp trẻ tiếp thu nhanh và xử lý thông tin tối ưu. TT Ratio cho trẻ khả năng học hỏi hiệu quả. Ba, nhà văn hóa nè ba, đẹp quá. Nhà máy đó con. Ba, khu vui chơi hả ba? Không phải đâu, khu công nghiệp đó con ơi. Tôn Đông Á vươn tới những công trình. Tìm gì anh Sơn? Đưa chân lên coi. Cái gì? Đưa chân lên coi. Đứng lên. Tìm cái gì không nói. Đứng lên cái đi anh, từ từ rồi ngồi xuống đi. Ủa sao kỳ vậy ta? Làm sao? Nãy tôi nhớ tôi ngồi đây, rồi tôi đi vòng đây. Đâu có qua đây, không có qua đây. Sao giờ mất rồi ta? Mất cái gì? Thẻ xe. Thôi làm ơn đi anh. Ra tới bãi xe lấy xe về mà. Có chắc là anh có lấy cái vé xe lúc mà anh gửi xe không mà anh bảo là mất? Không biết có không nữa. Ê, rồi xong rồi. Ủa có không ta? Đấy là vấn đề đó.
cho em gửi xe. Cô gửi chị. Gì vậy? Cô mở vô tôi coi coi. Cô cầm tôi này coi. Gì vậy? Cô ơi, phải hình trong báo là cô không cô? Dạ đúng rồi. Trời ơi, tôi quá mộ cô lắm cô ơi. Mới coi báo thấy cô thì cứ... Rồi, trời ơi, nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá. Vậy ha. Trời ơi, cô đẹp quá cô ơi. Phải cô mới đóng cái xong cái phim mà cái phim Dại Gái Là Chết đúng không cô? Dạ đúng rồi, anh có coi phim đó nữa hả? Tôi coi hết bộ phim đó luôn, tôi thích lắm cô lắm luôn. Anh coi anh phải rút kinh nghiệm nha. Được, cái phim đó hay quá cô ơi. Dạ. Những cái phim mà tôi mở TV qua tôi thấy cô á là tôi ái mộ lắm. Cô đóng nhiều phim lắm á. Để tôi nhớ cái phim Buồn Quá Đi Tu nè. Xác Chết Dưới Xe Tải nè. Dạ. Thằng Lằn Trong Kẹt Cửa nè. Dạ. Rồi Đàn Bà Và Cục Bú nè. Đúng không cô? Hình như em không có đóng phim này anh. Không, Đàn Bà Cục Bú là cái cục gì với bụng. Người Đàn Bà Bị Chữa Quan. Đàn Bà Chữa Quan. Dạ. Có cái phim này cô đóng hay lắm nè. Phim gì anh? Nụ Hôn Ông Địa, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ủa, ơi, ai em cũng thích phim đó nữa. Ai đóng vai Ông Địa hay quá vậy cô? À, anh Hoàng Sơn á. Trời ơi, khoái cha lắm. Dạ, anh biết hả? Giống vậy luôn á. Cô ơi, tôi mừng quá. Dạ. Cô có làm phim nào mới nữa không cô? Em đang sắp làm cái phim mà... Phim gì? Dòng Kinh Ma. Dòng Kinh Ma? Dạ. Ai đóng vai ma? Dạ em. Giết mình luôn. Anh ơi, nói chơi chưa? Anh ghi thẻ giùm em đi, em vô trong đó gấp. Cô... Em chụp hình. Cô chụp hình trong đây hả cô? Cô có thể chụp với tôi tấm hình được không cô? Em không có máy chụp hình. Tôi cũng không có máy nữa. Dạ, vậy thôi, hay là anh đi chung với em vô trỏng đi. Tại vì em vô đó em chụp hình trỏng đó. Cô ơi, cô có thể vui lòng cho tôi xin tiền được. Dạ không, xin chữ ký được không cô? Dạ, viết, anh có viết không? Viết, trời, cái viết để đem khốn nạn nào lấy rồi trời. Cái viết, cô dạy cô tôi nè. Nãy anh đưa cho em cầm. Đây nè, cô ký giùm tôi cô. Dạ, ký đâu hả anh? Cô ký lên trái tim tôi đi cô. Đây ha. Thôi, nhột, thôi, ký lưng cho cô. Cô ký cho cô gái vậy? Gái em đang cô. Ký đó. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, xin phép anh, em đi nha. Khoan, lấy thẻ xe cô. Quên nữa. Cảm ơn. Dĩ nhiên đừng ảnh thôn quá. Anh ơi. Trời. Mỗi lần tôi nghiên cứu hình cô là cô tới à cô? Ủa vậy hả? Tôi cắt tất cả các báo tôi sưu tầm hình cô à. Có hình cô hồi nhỏ lúc 5 tuổi được cô nhỏ quá cô hả? Giờ cô đẹp ghê luôn á. Quá trời nhiều luôn nè, tôi nghiên cứu nè. Tôi ái mộ cô lắm. Ủa cô đi đâu vậy cô? Dạ em đi chụp hình lại. Tại vì sáng hôm qua chụp mà bị hư rồi. Tôi mất lịch sự quá. Cô tới mà tôi chưa tắm. Đâu sao đâu, đâu gì đâu anh. Không phải, tại cô biết cô tới là tôi tắm rồi. Tại vì tôi không biết cô tới. Cô ơi, cô... Bây giờ anh cho em gửi xe được không? Được chứ, đây gửi xe được chứ. Em đi vô trỏng. Cô có thể chụp hình xong rồi cô có bận gì không cô? Dạ, chi vậy anh? Tôi mời cô đi chơi. Xin lỗi anh, chắc lần khác đi. Tại hôm nay em bận dữ lắm. Bữa nay bận quá ha. Dạ, bữa khác lắm. Ha. Hôm khác nha. Cô. Dạ. Đây này, cái áo ngày qua cô mà cô chụp cho cô ký tên đó. Ủa, còn chưa, anh chưa thay áo luôn hả? Không dám thay, không dám tắm quá giờ luôn. Thấy cô tôi mừng quá. Dạ. Thôi cô vô chụp hình đi rồi ra mình gặp lại nhau. Thấy cô dạ, dạ. Rồi. Anh có gì coi chuyện xe giùm em nha. Ê. Thơm quá trời thơm, mỗi lần đi ngang tôi phức rồi trời. Người đâu mà đẹp quá trời đẹp luôn. Này xe tăng hay xe gì ông nội? Đà xe tăng gì? Xe ồn dữ vậy? Nè, cho tôi hỏi ở đây có rửa hình thẻ lấy liền không? Chạy chứ xe, cái mặt sau chạy xe vậy. Rồi. Đội nón cũng giống nữa. Ghi thẻ nha, tôi vô tôi rửa hình đi nha. Vô đi. Ở đây có rửa hình thẻ lấy liền không? Hình thẻ lấy liền không rửa được, nhưng mà hình thời lấy liền rửa lẹ lắm. Trời vô quá. Rửa đi. Bậy lũ bạ không à? Có rửa hình thẻ liền phải không? Có. Ghi số xe đi. Tôi đang... 0874, lẹ lên. Đang mơ mộng làm mất... 0874. Mơ mộng cái gì? Nè. Giữ xe mà như khùng vậy. Alo, anh hả? Em chụp mới vừa xong đó. Em mới xin ông đạo diễn ra đây nói chuyện với anh lát nè. Nói nghe. Hả? Biết rồi, em nhớ mà. Thì em về liền, em tới liền.
Biết rồi, em không có anh không làm được gì hết, đúng không? Rồi rồi, em biết rồi, bye bye. Ú à. Trời. Thay đồ nay mặc đồ dễ thương quá vậy. Mới tắm. Em ơi, em có rảnh không em? Dạ chị gì anh? Anh mời em đi ăn bún mắm ở đây ngon lắm. Dạ thôi, em ghét mùi mắm lắm. Ăn bún riêu, bún riêu cũng được. Dạ thôi em cũng thích, anh làm ơn lấy giùm em chiếc xe đi, tại em đang có việc gấp á. Bây giờ trước khi lấy xe cho anh nói thiệt một câu này được không em? Dạ nói gì anh? Anh yêu em. Anh láo con em, anh yêu lắm luôn rồi. Thấy ông thay đồ đẹp quá, đời nào anh thay đồ về đâu mà anh mượn bộ đồ. Dạ em xin lỗi anh, là có việc gấp, cảm ơn anh nha. Bây giờ anh... lấy xe giùm em đi anh. Bây giờ em thương anh không? Không, trời ơi, anh sao vậy? Gì thương? Em không yêu anh. Không. Biết vậy nãy đừng đi tắm thiệt. Em bắt anh tắm đã, thay đồ đã, nói ông yêu tôi em. Tôi bắt ông hồi nào, ông tự đi tắm rồi ông thay đồ, ông đứng ra như vậy rồi ông nói yêu tôi không yêu. Trời ơi, làm ơn đi anh, tôi đang gấp dữ lắm đó. Bây giờ không yêu thương gì hết, thì tự đi kiếm xe lấy đi. Đúng không? Thôi được rồi. Phải có qua qua lại chứ, người ta thương mình phải yêu người ta chứ. Thôi được rồi. Tại sao sống tàn nhẫn vậy? Được rồi anh chỉ đi xe tôi để đâu? Để đâu đi kiếm đi. Xe cô đâu cô kiếm đi, tự nhiên rồi bắt tôi đi kiếm. Ủa, ở đâu vậy, xe tôi đâu? Trong phim thì nó thương yêu đủ thứ hết, ra ngoài không yêu ai hết. Trời vô duyên, đó là tôi diễn. Bây giờ xe tôi đã mất tiêu rồi kìa, anh để đâu đừng tôi biết, tôi lấy đi liền. Tôi đang gấp dữ lắm anh biết không? Trời đất ơi, tôi nói thiệt cô, tình mất là cái gì cũng mất hết. Cô tự đi kiếm lấy, xe cô để đâu cô lấy. Chứ tôi không báo kiếm công an bây giờ đó anh, sao vậy? Phải lấy dùm cái thẻ xe đó, lấy dùm cái xe dùm đi, đi lẹ, tôi gấp lắm. Anh ơi. Mau trụ này ăn mặc đẹp quá ta. Đi lẹ. Anh coi giùm đi, ổng giữ xe cho em mà bây giờ ổng làm mất xe của em luôn rồi, ổng không chịu đền cho em, ổng nói gì đâu không mà làm sao? Ủa mất cô mất xe hả? Dạ em bị mất xe rồi anh. Mất thiệt không? Mất thiệt rồi, nãy giờ em tìm vòng vòng đây mà đâu có thấy đâu. Anh để đâu, anh nói giùm tôi đi. Cô khoái tôi, cô yêu tôi không yêu cổ. Bây giờ cô lấy xe bộ gì đây? Trời anh bị khùng hả anh? Không, mà mất xe gì? Dạ chiếc bên xì màu nho. Bên xì màu nho? Dạ. Để đây hả? Dạ em để đây luôn nè. Rồi mất rồi hả? Dạ mất rồi. Anh bây giờ làm sao giờ anh? Bây giờ cô nói cô gì đi. Ủa nãy em đem xe lại không ta? Trời ơi, giờ mà ổng diễn kìa. Anh coi ổng tỉnh nha. Hồi nãy em dắt xe tới đây nè. Tại vì mỗi lần em đến gửi xe, ổng nói toàn là những chuyện yêu đương không mà. Rồi ổng đẩy xe em vô mà ổng chẳng có đưa thẻ xe bây giờ. Thì tức dễ sợ. Ông có thẻ xe hả? Em không có thẻ xe luôn. Ông có thẻ xe không? Ông có phải không? Có thẻ xe. Tại sao gửi xe không có thẻ? Có nghĩa là cô không có đem xe lại đây. Tại vì ông không đưa mà. Khoan, từ từ đi. Không có thẻ xe. Không. Cũng được. Nhưng mà có ai làm chứng cho cô là nãy cô gửi xe không có lấy thẻ không? Có không? Tại vì lúc đó người đi đường cũng có người qua lại, nhưng mà anh biết không, ai mà để ý tới mấy cái chuyện này đâu anh. Tự nhiên lên tới đây thẻ cô đâu? Người ta xử sao? Thôi, gửi xe mới có thẻ. Bây giờ tôi thấy vậy nè. Cái chuyện cô gửi xe vô á, không ai làm chứng, thấy không? Không có thẻ, thấy không? Chuyện này giờ tôi không biết ai đúng ai sai nữa nè. Tức không? Anh thấy tức chưa? Nhưng mà cũng phải coi lại từ góc độ là khách hàng. Vì khách hàng? Khách hàng trong chuyện này không ổn. Theo tôi là không ổn tí nào. Không ổn như thế nào thì anh nói chứ. Bút ký chữ ký trên lưng áo. Ừ. Được không? Ký chữ ký lưng áo người ta đó là một cái sự thể hiện là tôn trọng sự ngưỡng mộ của người khác dành cho mình. Ừ. Tôi không thành vấn đề. Không có gì để chúng ta nói chỗ đó. Đúng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó mới là lần thứ nhất. Lần thứ hai gửi xe thì giữa cái lần thứ nhất và lần thứ hai thực ra nó không có liên quan gì hết. Nó chưa có một cái gì để gọi là sự gắn kết và nối dây tình cảm để đạt đến một độ tín nhiệm, cho dù là tín nhiệm giữa hai người biết nhau chứ chưa nói là tình cảm gì cả. Đưa cái xe mà đi cái xe như thế đưa vô, không hề thấy, tôi là thấy cô ta không hề hỏi là anh ơi cho em xin thẻ xe. Thì tôi đã nói anh lúc đầu rồi, khi mà đầu tiên anh ta ái mộ mà anh mê, coi như anh mê về cái chuyện thì là chuyện của anh ta. Và sau đó cô thì cô lại bình thường, cô lại bỏ đi vô, anh ta kêu lại này nè, cô ơi lấy cái thẻ xe. Rồi cô thì cầm cái xe thì chuyện không có gì cả. Lần thứ hai thì thôi thì cho là cái thói quen đi, cô nghĩ là đây là quen rồi đi, cô lại đi vô thì lý ra anh phải cẩn thận chút xíu rồi. Quen gì quen, anh cô ơi nhớ cái thẻ xe nè. Bây giờ thế này đi, để coi thử là cái mức độ nghiêng về hướng của người nào sẽ là người có trách nhiệm nặng hơn, đúng không? Chúng ta đơn giản thế này. Cái thẻ giữ xe nhằm tới bảo vệ cho ai? Chủ xe đã. Chủ xe. Không thể nói là bảo vệ cho cái anh giữ xe được. Ừ. Bởi vì đơn giản trường hợp không có thẻ xe thì chiếc xe đó để ở đây, phải không ạ? Cũng không thể mất.
để ở đây mà không có lấy cái thẻ xe cho chiếc xe này thì cũng không thể mất. Ừ. Dù sau đó cái người đúng chủ nhân xe đó ra lấy mà không có thẻ thì đương nhiên giữ lại. Anh ta có thể nhiều khách không nhớ. Ừ. Đó là chúng ta loại trừ trường hợp cá biệt này, đối với cô ta là không thể nó không nhớ. Đúng không ạ? Chúng ta tạm loại trừ trường hợp cá biệt này nha. Chúng ta đưa vào một tình huống khác đi. Thì giả sử như nhiều người khách, trong đó có một người khách bị quên lấy thẻ xe và người giữ xe cũng quên đưa, thì chiếc xe đó cũng không phải dễ dàng mất. Bởi vì mất là do sự trắc nết của người giữ xe để cho chiếc xe đó bị một người thứ ba tác động làm nó ra khỏi vị trí mà anh ta không hề biết. Đó mới là mất xe, đúng không ạ? Hoặc để bị giả thẻ xe, đúng chưa? Còn ở đây là không có thẻ thì không thể mất, trừ khi mất là lỗi do chính mình, đúng không ạ? Vậy thì trong trường hợp này người gửi xe phải là người luôn luôn có cái giấy để chứng minh rằng tôi được quyền lấy xe bất kỳ lúc nào trong cái việc gửi xe thông thường, đúng không ạ? Tại vì nếu không á, nếu như trường hợp mà cô ta quên như thế và người khác quên như thế ở một trường hợp khác thì cô ta phải đợi đến mãi 12 giờ đêm cho một cái chương trình nào đó, mà đợi người ta về hết rồi cô ta phải là người sau cùng và phải xuất trình đầy đủ giấy tờ và ký cam kết. Bây giờ cái cuối cùng nè, rút lại nè, là cái cô gửi xe là sai, là cái anh giữ xe đúng, đúng không? Không, cô giữ xe không thể nói là cô giữ xe sai. Theo tôi thì trong trường hợp này, nếu như hai bên mà thật sự giữ nguyên quan điểm như vậy, căng đến cùng thì ra trước pháp luật, thì cái cô gửi chiếc xe sẽ bị thất bại, thiệt hại. Bị thiệt hại là cái chắc, bởi chúng ta biết rõ là xe cô ta có gửi rồi, nhưng mà bị không có cơ sở để bảo vệ, cho nên cô ta là người bị hại, bị thiệt hại trong chuyện này. Ngược lại cái anh chàng kia, đúng không ạ? Bất luận là giả thuyết nào trong hai giả thuyết, chiếc xe đó bị một kẻ khác đánh cắp hay chiếc xe đó do chính anh ta biển thủ, thì khó lòng mà tìm ra được căn cứ để quy kết anh ta. Nếu xe anh ta để cho người khác cắp thì anh ta phải bồi thường. Nếu xe anh ta cố ý biển thủ thì anh ta sẽ phạm tội hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhưng làm sao để cô ấy chứng minh cho pháp luật biết rằng anh ta sẽ chịu một trong hai giả thuyết đó, đúng không? Đúng rồi. Cho nên người bị hại là cô ta thôi. Người bị hại là cô. Người bị thiệt là cô ta thôi. Nhưng mà cũng lưu ý nè, đúng là về pháp luật thì anh ta đúng á, không có gì sai hết á, đúng không? Tại vì cô ta không có thẻ xe, nhưng mà cũng phải lưu ý là anh ta đừng có gửi xe mà gửi xe cái kiểu đó cứ bơ vậy là tôi thấy không được rồi đó. Nghe, phải nếu anh ta bơ thì cái đó là chuyện của anh ta gây rủi ro cho chính anh ta. Chuyện này không cũ đi ngay mà chuyện của anh ta sao được. Nhưng mà cái anh ta mà bơ kiểu đó mà giữ xe thì tốt nhất là đừng gửi. Vì cuối cùng cũng là người gửi xe. Gửi chủ xe. Động hết từ A đến Z. Nếu không chủ động về cái nguyên tắc cơ bản, hoặc nếu đã chủ động về nguyên tắc cơ bản mà thiếu chủ động quan sát những cái tình huống khác, đúng không? Những điều kiện khác thì an toàn vẫn chưa phải là được đảm bảo. Nói chung, nó tóm lại, cô người bị người thiệt hại là cô ấy nếu đưa ra pháp luật. Trong trường hợp đó, theo tôi, gần như cô ấy sẽ là người thua cuộc rồi trước pháp luật. Rất khó để chứng minh. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Mày biết không? I'm not a man. I can do the head and the tipa nè. Những chất khác nữa. Đúng vậy. Hơn nữa, thì dưỡng chất đột phá Advanced IQ chỉ có trong Gentus Advanced IQ, giúp bé thông minh hơn để luôn vượt lên phía trước. Con là nhà vô địch của mẹ. Gentus Advanced IQ cho bé sự khởi đầu vượt trội. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Alpha Pro A cỏ giúp phát triển trí não và tăng cường hệ miễn dịch. Này, có 200g mới, giá chỉ 63.000 đồng. Alpha Pro A cỏ giúp bé khỏe hơn, thông minh hơn. Công ty sữa hàng đầu Hoa Kỳ cung cấp nguồn năng lượng hoạt động lâu dài hơn, giúp trẻ tự tin để vươn xa hơn. Protomon mầm lúa mạch nguyên cám nay có trong Milo uống liền. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Thành tựu mới từ sữa cô gái Hà Lan 123 và 456, công thức TT Ratio với tyrosine và tryptophan. Điều khiển từ xa dữ vậy đi kìa. Giúp trẻ tiếp thu nhanh và xử lý thông tin tối ưu. TT Ratio, dinh dưỡng quan trọng cho trẻ khả năng học hỏi hiệu quả. Câu chuyện vừa rồi tạm khép lại chương trình Chuyện không của riêng ai tuần này. Thay mặt những người làm chương trình, hy vọng
đã mang đến cho quý vị những giây phút thật sự thư giãn vào cuối tuần. Chương trình Chuyện Không của Thiên Ai hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ bảy tuần sau vào lúc 20:20 cũng trên kênh HTV7. Xin cảm ơn Tôn Đông Á đã tài trợ chương trình này. Chị Hoài à, anh khen chị dữ lắm. Mà chị nè, nhà có hai chị em mà anh Thái anh đi làm ăn xa, chị ở nhà một mình không ai trò chuyện hết á, chị buồn lắm phải không? Thì cũng buồn. Mà chị mới nói hai chị em là hai chị em nào vậy? Tức quá, để tao coi kỹ lại một lần nữa thôi. Đi coi đi. Đúng rồi mẹ ơi, tình giả. Tôi mơ ước cho cả hai con đi du học. Tôi mơ ước một chiếc xe hơi để tiện lợi cho cả nhà. Tôi mơ ước xây một ngôi nhà 3 tầng để gia đình được thoải mái. Một sản phẩm cho hàng triệu ước mơ, Rudy Phú Bảo Gia đầu tư lần đầu tiên tại Việt Nam, vừa giúp bạn đầu tư vừa bảo vệ cuộc sống. Trời ơi, bận con mình ngứa lắm là sao? Chị bạn mình nói không có bị ngứa đâu. Downy một lần xả đổ vào nước mà tan rất là nhanh, bắt khô lên á, không có cảm giác nhờn cái nước á, trong trong. Trời ơi, kết quả bất ngờ luôn. Downy một lần xả mới an toàn cho da.